Công an Quy Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ập vào hai địa điểm trên địa bàn, phát hiện một số lượng lớn thuốc lá lậu, xì gà, khẩu trang y tế, không hóa đơn, chứng từ. Kho thuốc lá lậu trị giá gần 3 tỷ đồng ngày 11 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ phối hợp với công an phường 4 Quy Tân Bình phong tỏa kiểm đếm một khối lượng lớn thuốc lá lậu được phát hiện trên địa bàn. Thông tin ban đầu, sau một thời gian theo dõi, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng ập vào căn nhà trong hẻm 43 đường Cộng Hòa B. 4. Quận Tân Bình, phát hiện một số lượng lớn thuốc lá điện tử và xì gà. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 56.895 bao thuốc lá lậu các nhãn hiệu, 6.500 điếu xì gà và 5.500 điếu thuốc lá điện tử trong căn nhà nói trên. Ước tính toàn bộ số hàng trên có giá trị gần 3 tỷ đồng, chủ số hàng là Nguyễn Ngọc Phương, 44 tuổi, quê Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, ông Phương không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng nói trên. Bước đầu, ông Phương khai thuê 3 người là Đào Duy Tùng, 30 tuổi, Ngô Hoàng Chính, 22 tuổi và Vũ Hà Văn Kha, 27 tuổi để canh giữ, vận chuyển số hàng đi tiêu thụ. Theo một cán bộ điều tra, quá trình theo dõi gặp không ít khó khăn do những người trong đường dây này thường xuyên thay đổi cách thức di chuyển và phương tiện liên lạc. Thuốc lá lậu và khẩu trang y tế trong công ty vận chuyển trước đó, lúc 21 giờ 15 ngày 10/8, lực lượng chức năng cũng ập vào kiểm công ty trách nhiệm hữu hạn TMDV chuyển phát nhanh quốc tế Hoàng Nam ở số 27/11A Cộng Hòa B. 4. Quận Tân Bình và phát hiện một số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu và khẩu trang y tế. Qua kiểm đếm, có 9.650 khẩu trang y tế và 2.200 bao thuốc lá các loại. Bước đầu làm việc, chủ số hàng khai nhận đã thu gom thuốc lá, khẩu trang từ những khách hàng các tỉnh phía Bắc và phía Nam, khi đủ số lượng thì xuất đi nước ngoài. Hiện công an Quy Tân Bình đã niêm phong, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.